Cái số phận của mình sống tới nửa cuộc đời người, tự nhiên chồng mình không bỏ mình. Đây là cái số của mình, có cái duyên với chồng tới đây thôi là hết rồi. Dù có miễn cưỡng cỡ nào muốn giữ lại cũng không được, quyết định là xa nhau. Quyết định xa nhau. Chúng ta hỏi chồng, sao thiệt không anh? Thiệt, quyết định. Chúng ta hỏi thêm một câu nữa, anh suy nghĩ kỹ đi. Khi mắc tôi anh có tiếc hay không? Hỏi kỹ, không, anh không tiếc. Hỏi thêm một câu nữa là câu thứ ba cho anh suy nghĩ đó. Anh suy nghĩ thiệt kỹ nhé. Anh quyết định bỏ tôi đúng không? Thì cái người đàn ông đó tự nhiên thấy sững lại nghe. Thấy sao kỳ vậy ta? Hỏi ba câu dồn dập một lúc, câu thứ ba này hơi nặng căng nha. Cuối cùng suy nghĩ chút nói, thôi mình là người đàn ông, lỡ nói rồi nói luôn, kỹ rồi. Bắt đầu là chúng ta nói được rồi đó. Như vậy thì tôi cảm ơn anh, từ hôm nay tôi rất rảnh tay để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hỏi ba lần có nghĩa là cho người ta cơ hội, chứ không phải là có cái tâm mà bỏ chồng để mà mình phủi nhận cái trách nhiệm và cái nghiệp quả thiếu người ta. Mà tôi hỏi ba lần có tôi còn nợ anh hay không, nếu còn thì tôi trả. Nhưng ba lần anh vẫn quyết định bỏ tôi, như vậy thì được rồi, đường anh đi, đường tôi bước. Nên nói quý vị mà nghe có môn tình độ như vậy thì quý vị sao phát tâm, quý vị thấy cuộc đời của mình sao nó an lạc, nửa cuộc đời còn lại này tuyệt, tuyệt vời đó. Còn các ông cũng vậy, nó lỡ bị bỏ, lỡ bị vợ bỏ chứ nó thì sao, các ông cứ nhắm cái câu này mà tu. Nó cái câu này là nó hướng dẫn cho các ông các bà hết luôn, chứ không phải là vợ bỏ mình khóc lóc sùm. Mình phải cái tâm mình chừng mực rõ ràng nha. Có nhiều ông cũng cứng cỏi lắm nhưng mà bị vợ bỏ khóc sùm, năng nỉ sùm mà kỳ lắm. Người đàn bà người ta quyết định bỏ mình rồi, mình đừng có khóc. Khóc là người ta càng muốn bỏ. Người đàn bà nó lạ vậy, nó càng khóc nó càng muốn bỏ. Nhưng mà mình hỏi, em suy nghĩ kỹ đi. Bỏ anh em không tiếc hay sao? Chồng tức cái bà, nó hỏi ba lần như vậy, bà nói không, tôi đã chán anh rồi. Thì chúng ta nói được rồi, như vậy thì thời gian niệm Phật của anh đã có kết quả rồi đó. Em đã buông tay thì anh sẽ thông dong tự tại mà đi. Quay lại hỏi, đàn bà nhất định hỏi, anh đi đâu? Tôi đi về thế giới cực lạc của tôi. Thấy không? Quý vị biết rằng là chúng ta chỉ cần có một phương hướng đi về, như vậy thì chắc chắn rằng là không ai làm mình khổ hết. Cuộc đời đến thế gian này là có duyên gặp, mà trong cái duyên này có khi làm bao nhiêu sự khổ đau đến với nhau. Chúng ta bây giờ nghe được Phật Pháp không phải là đá đổ hoàn cảnh, nhưng mà còn duyên thì ở, mà hết duyên thì phải xa thôi. Miễn cưỡng thì không được đâu. Miễn cưỡng làm khổ cho nhau. Đừng nên miễn cưỡng làm khổ cho nhau thêm. Nó, nên mình làm sao mà nó tùy duyên đi, nhưng mà mình không có cái tâm mà đá đổ, nghe không? Chứ không phải là nghe những đứa nói như vậy về cái nói em, anh xa em. Không có nên như vậy. Mình phải làm người đàn ông, làm chồng cho đàng hoàng, càng đàng hoàng hơn nữa. Vì cuộc đời ngắn ngủi sẽ đi qua, chứ không có đá đổ được, hiểu không? Từ khi người ta bỏ mình, người ta quyết định bỏ mình luôn, mà còn hỏi ba câu đó. Ba câu đó là sau này anh không có nói được gì đối với tôi hết, vì tôi đã hỏi kỹ rồi. Hỏi ba câu rất là kỹ, thấy không? Đó, đó là mình là người tu, mình cho người ta cơ hội nhiều lắm quý vị à. Nó cho người ta cơ hội nhiều lắm. Rồi bắt đầu là mình không phải là cái chuyện mà xa chồng rồi mình đi có đàn ông khác, hoặc mình xa vợ rồi mình đi tìm khác nữa. Mình đi tìm chi nữa, mình đem của gì cho nó cực thêm hả? Trời ơi, mình đèo ông này 30 năm mình muốn le lử rồi mà mình đi đèo cái thằng mới về nữa hả? Rồi cái thời gian tuổi trẻ mình đèo còn nổi, chứ bây giờ tuổi mình nó 40 tuổi, 40 mấy tuổi mình đèo được bao lâu? Mình đèo một thời gian mình lộn mèo luôn á. Rồi có nhiều người chúng ta không tu, chúng ta nói một câu gì nè, tuổi già rồi
cũng không có suy nghĩ những cái gì khác. Nhưng mà phải có đôi có cặp để tuổi già nương tựa với nhau mà sống. Chúng ta nói rằng mình đi không nổi cầm cây gậy mà đi, người kia cũng đi không nổi cầm cây gậy mà đi, dựa nhau đặng chết thôi. Ôi ôi, đi một mình mà đi còn muốn không nổi mà dựa nhau đi mà xong. Chúng ta dựa vào cái chỗ không thật. Nếu mà chúng ta gặp được Phật pháp thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ dựa vào A Di Đà Phật, dựa vào đúng ngay Đức Phật A Di Đà. Đời của con muốn cầu sanh về thế giới cực lạc, muốn độ được nhiều chúng sanh thì con phải về thế giới cực lạc. Còn nếu như không tu thì tới già rồi, có khi 60 tuổi rồi, mà như thế nào cũng phải tìm một người để khi tuổi già để mà nương tựa với nhau sống chứ. Vì thế nó khổ kinh khủng luôn, mà đã khổ mấy chục năm rồi mà chưa sợ sao? Ghê lắm nha, cái cõi này nó kinh khủng lắm á. Lúc khổ thì nhăn mày nhăn mặt vậy đó, mà nó nguôi nguôi một cái là bắt đầu là nó đi tìm lũ đạn đó. Nó cũng là như vậy thôi, có khi nó ngán, chán chê luôn vậy đó, mà lũ đạn này đi là nó đi tìm lũ đạn khác à. Mà nó cũng là như vậy chứ nó có khác gì đâu. Thí dụ như mình mới cưới vợ mình về, mình thấy vợ mình nó đẹp vô cùng luôn. Thời gian mình sống rồi, tự nhiên bà sanh một hai đứa con, tự nhiên mình thấy mình chán bà. Nhưng mà thật sự thì mình kiếm cái người khác thì người khác nó cũng như vậy thôi, chứ nó đâu phải là hai con mắt hay bốn con mắt, hay là hai cái miệng, hay là hai cái lỗ tai, cái gì cũng đôi đôi lên đâu. Nó cũng là một, hai là hai thôi. Vậy mà mình nói mới cái gì mới? Không có cái gì mới hết trơn á. Nếu nó là mới như vậy không phải là con người mà làm quái vật. Tôi nhớ đó. Ôi ơi, và cái tâm mình là do gì? Cái tâm loạn tưởng là do cái tâm không chung thủy. Mà cái tâm không chung thủy này không phải mới đời này, mà là nhiều đời nhiều kiếp nó đã không chung thủy rồi. Nên chúng ta bây giờ quay hướng đi, quay đầu chung thủy với Phật A Di Đà đi quý vị. Những đức thấy rằng là chung thủy với Phật A Di Đà là tuyệt nhất. Chứ đừng có nói rằng giữa tình nghĩa vợ chồng mà sống với nhau đời này, có khi ngồi bên nhau nói: em à, anh sẽ nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp anh sẽ làm chồng của em, và đời nào anh làm chồng của em anh cũng sẽ là người hết lòng lo lắng cho em, không để em khổ đâu. Trời ơi, lúc đó mà chưa tu nghe cũng dựa vào vai chồng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc này quý vị biết rằng giống như xây nhà trên cát biển đông vậy. Mà những lời nói mà nó bao nhiêu là cái sự hứa hẹn đó nghe quý vị. Mà đến khi một ngày nào lỡ có chuyện gì nó làm cho mình giống như là ở trên đồi cao mà rớt xuống như đó quý vị ơi. Sự khổ đau đó kinh khủng lắm, nên đừng có nên cho người ta quá nhiều hy vọng, người ta sẽ rất là thất vọng, khổ đau vì ta là kẻ phàm phu. Nên những đức đã nhìn nhận được cái chỗ sâu sắc này, những đức không có thích cho người khác hy vọng gì mình, mà những đức muốn cho quý vị phải hy vọng ngay Phật A Di Đà. Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng Phật A Di Đà đâu, và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó quý vị à. Còn kẻ phàm tăng như những đức lúc này lúc khác, từ nơi đó đừng có đặt hy vọng quá cao về kẻ phàm tăng, mà chúng ta đặt vào cái pháp tu mà chính Đức Thế Tôn đã khuyên dạy chúng ta tu hành á. Mà pháp môn Tịnh Độ này chính Kim Khẩu Đức Thế Tôn dạy, rồi chính Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng ta. Như vậy thì những đức nói lại là nói lời của Phật dạy. Quý vị cứ tin đúng Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ, và chúng ta cứ tiếp nhận nguyện của Di Đà. Còn những đức như thế nào đó là chuyện của những đức. Như vậy thì không cho người ta cơ hội để mà gớt từ đèo cao gớt xuống. Đó, nhớ nghe, tất cả quý Phật tử nghe nhớ đó. Chúng ta không có gì mà thất vọng với kẻ phàm phu hết trơn quý vị à. Ở thế gian này bao nhiêu là tình cảm hứa hẹn, bao nhiêu là cái sự mà nói mặn nồng, nhưng mà cuối cùng rồi cuộc đời chúng ta khi xa nhau, đau khổ càng vằn vặt thêm nữa quý vị à. Phật có nói rằng là xa lìa khổ, cái khổ của cái cõi này nhiều lắm. Đó, mỗi người chúng ta ngồi ở đây ít gì, mỗi người á, ai mà với từng tuổi mà lớn lớn cũng nếm được một chút mùi khổ rồi. Ai mà không nếm một chút mùi khổ quý vị. Những đức 38 tuổi đây mà cuộc đời những đức thấy rằng là nhiều cái khổ. Lo cho nhiều người già, bây giờ mình nhìn nhận rằng cuộc đời nhiều cái khổ quý vị.
dù cho là danh tiếng lẫy lừng gì đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng mình thấy đâu có tồn tại đâu quý vị, không có tồn tại. Nên cái sự hành đạo của những đức á, những đức đưa lên cái quy trình cho chính mình là cả cuộc đời mình không có làm cái chuyện xuất gia, cả cuộc đời không có quy y cho người khác, và cả cuộc đời của mình không có cái chuyện mà quy y cho hương linh, không có làm chuyện này. Những đức chỉ có nói chuyện Phật pháp như vậy, người sống và người chết nghe được thì chúng ta lo niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn cái chuyện mà hương linh nhập vào mà kêu những đức quy y giùm, cái chuyện này tôi xin chịu thua, vì tôi là phàm phu không thấy biết gì hết. Quý vị đi đến bậc cao nhân nào nhờ họ thì đi đến đó đi. Còn riêng những đức không có cái chuyện quy y cho hương linh, và cũng không quy y cho người còn sống luôn, và cũng không có xuất gia cho ai hết. Cả cuộc đời đi trên con đường này là mình lo niệm Phật, cùng với mọi người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rõ ràng, cái gì mình nói rất rõ ràng, sau này người ta không có buồn mình, nó không có buồn mình quý vị à. Quý vị quy y ai cũng được hết trơn. Còn nếu thích niệm Phật chúng ta cùng niệm Phật vậy thôi. Nhiều người quy y mà đâu phải mà một người nào đó đâu, ai quy y quý vị niệm Phật cũng giảng sanh chứ. Chỉ cần có một vị thầy chứng minh quy y là quý vị niệm Phật sẽ giảng sanh thôi à. Còn mình học pháp thì ăn thua mình chọn một cái pháp mình tu. Còn cái chuyện mà nhờ quý thầy quy y á, quy y xong rồi quý vị muốn học pháp với ai cũng được hết trơn á, không có ai mà buộc được quý vị hết trơn á. Còn nếu quý vị bị người ta buộc thì gán chịu. Cái chuyện con nhờ thầy quy y, còn cái chuyện học với người là con có quyền con học cái pháp nào con phù hợp con chứ. Thí dụ như bây giờ con đưa thầy một món ăn mà thầy ăn không được, con kêu thầy ăn không? Không. Vậy thì món ăn nào thầy ăn được con mới đưa. Giống như con ăn món ăn nào được con thì con chọn con ăn à. Con quy y với thầy nhưng mà cái pháp tu của thầy con tu không có được. Còn cái người kia không quy y cho con nhưng mà cái pháp tu của người ta con tu được. Pháp thì đều là pháp của chư Phật đưa ra, nhưng con phải phù hợp với căn cơ con. Nên người kia cũng xuất gia, thầy cũng xuất gia, nhưng con có duyên quy y với thầy, còn con có duyên học tập với người kia. Nên thầy cứ suy nghĩ rằng người kia cũng hình tướng giống thầy, thầy hay người kia gì, miễn chỉ cần độ được con, như vậy thì người xuất gia của thầy cảm thấy mừng rồi. Chứ không có cái chuyện là nhất thiết con phải học với thầy mà con tu không được. Chúng ta phải có cái góc độ nói chuyện, hiểu biết. Như vậy thì người học Phật của chúng ta mới có trí tuệ, không bị cái sợi dây mờ ám buộc ràng. Cái sợi dây mù mờ buộc ràng mà mình để buộc vậy thì mình làm sao ra được hả quý vị? Đó, nên quy y là cái phương hướng thôi. Còn chúng ta đã học tập là chúng ta phải có một tiêu chuẩn. Tại vì chúng ta là sai lầm nên chúng ta phải có duyên thì chúng ta quy y là quay về hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn Phật Pháp Tăng là đa dạng ở trong đó. Chúng ta chọn một môn mà tu như vậy có lỗi không? Hồng. Quý vị có bái thầy với ai cũng vậy. Nếu như quý vị tu không nổi mà quý vị cố gắng ép quý vị cả đời vậy thì quý vị là người có tội với Phật Pháp. Tại vì đã quy Phật Pháp Tăng rồi mà tu không có được cái Pháp này, mà dị tình mà tu cả đời không được giải thoát, như vậy thì mình có tội đối với củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình mà họ đang trông chờ mình đó. Cho quý vị biết chúng ta không có dụng tình để mà trong Phật Pháp đâu. Phải có tình cảm nhưng không dụng tình là cái ý nói là không dính tình, chứ không phải là không có tình cảm. Con người là phải có tình cảm với con người nhưng không có dính tình cảm để mà mù mờ đó để mà hướng theo. Thí dụ những đức hướng dẫn quý vị được quyền học, được quyền không học. Cái gì hay thì mình học, cái gì không hay thì không học. Chứ đâu phải rằng những đức hướng dẫn quý vị thành ra tình cảm, rồi cuối cùng những đức nói sai quý vị cũng làm theo thầy tôi đó, tào lao. Thầy tôi là Phàm Tăng. Thầy tôi là ai? Thầy tôi là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni mới là bậc đại giác ngộ. Chúng ta phải gọi Ngài là thầy mình mới đúng. Còn những đức chỉ là đại diện trong tăng đoàn đem pháp để mà truyền. Như vậy thì người nào học được thì tu, người nào không học được thì tìm đâu cũng được. Như vậy thì nguyên lý này tuyệt, rất tuyệt. Trời ơi, bản thân của mình đi một mình mà đi còn muốn lết đây, chứ đừng nói chi lôi ề ề theo. Thôi mọi người cố gắng mà tu lo đi đi. Những đức hướng dẫn là cái cách hướng dẫn, nhất là hướng dẫn vậy đó. Tại vì sao vị biết không? Kiếm tiền chi à? Cái này nó thật lòng luôn đó. Tiền chi à? Nó nặng nề, nó mệt tim, nó có tiền mới không suy nghĩ. Đây là lời nói rất thật lòng đó quý vị à. Mình sống trong chúng này bây giờ, Phật A Di Đà ơi, chúng của con mỗi ngày con lo 400 người, mà 400 người này thật lòng mà nói họ cũng lo niệm Phật lắm Phật A Di Đà. Nên Ngài
cho họ miếng gạo, miếng rau sạch, họ ăn là được rồi. Chứ cho vài miếng đậu hũ luộc chấm muối tiêu, họ ăn cũng dễ lắm Phật A Di Đà. Bây giờ mấy trăm người này họ không xài điện thoại, không đi đâu hết á, mà họ mỗi ngày họ sống vậy đó, thì thôi giờ con ở đây con hướng dẫn, con lo cho họ, Phật A Di Đà cũng gia hộ á, cho họ có cơm ăn áo bận và có đậu hũ luộc chấm muối tiêu cũng được rồi Phật A Di Đà. Ngài lo cái 400 người này được không Phật, thì con ra tay con làm việc này, chứ con thì không có tiền bạc gì hết nghe Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ngài nói rằng được, chuyện này những đức con cứ yên tâm đi, con cứ làm việc này đi, còn cái việc mà tiền bạc đồ áo quần đồ với rau sạch đồ thì để cho ta lo cho nghe con. Nó nói dạ được vậy thì con làm. Chứ con có tiền đâu mà con lo cho 400 người này Phật. Bây giờ ngài thì phát nguyện tiếp dẫn, mà ngài thì con nói vậy thôi chứ con cũng không thấy ngài nữa, thấy tượng ngài không, mà này mà con chịu tin ngài vậy là cũng ngon lành lắm rồi. Mà bây giờ con lại phát tâm con hướng người niệm Phật để đi về thế giới của ngài, giống như con làm việc cho ông chủ là ngài, mà ngài không lo cho con lấy gì con lo cho người ta đây trời. Phật A Di Đà nói con cứ yên tâm, sao đâu, ta đã nói tao lo là tao lo, mà sao nói hoài những đức. Thì thấy chưa, trời ơi mỗi ngày nó bình yên vô cùng luôn, như là quá bình yên luôn, gạo thì lúc nào cũng không thiếu. Phật A Di Đà ngài nói ta đó, ta lo rồi mà đừng có lo, con cứ lo hướng dẫn ta niệm Phật thôi, con đừng có dùng cách này cách kia để mà con kêu người ta đưa tiền cho con chi mệt lắm, con cứ chân thật con hướng ta niệm Phật đi, tự người ta sẽ cúng à, con đừng có quan tâm cái chỗ đó thì người ta sẽ cúng rất là an lạc, con hiểu không? Nghe những đức, những đức nói dạ con nghe. Quý vị thấy những đức làm đúng là Phật dạy nha. Ờ quý vị về đây tu quý vị thấy thoải mái chưa? Giàu nghèo gì cũng vậy chứ đâu có cái chuyện mà vô đây mà cái chuyện mà phân biệt ai đâu. Rõ ràng quý vị coi đi đến chùa mình bao nhiêu năm nay quý vị thấy rõ ràng, mà những đức nói hoài chỗ này để cho cái người nghèo người ta đừng có mặc cảm đi về chùa mà không có tiền cúng dường. Những đức xin quý vị niệm Phật đi. Quý vị niệm Phật là được rồi. Đừng có nói cái chuyện cúng dường tiền bạc gì hết trơn á. À, cứ lo mà chân thật mà niệm Phật, nó về đây một ngày mà an lạc mà cười là được rồi, cười là thấy ngon lành rồi, nên cái từ trường ở đây nó càng ngày nó càng tốt, càng ngày càng mát. Mỗi tuần quý vị về đây quý vị tiếp nhận năng lượng, rồi về nhà 6 ngày làm ăn đồ ngon lành đặc biệt, rồi cứ niệm Phật, thấy không? Rồi chủ nhật chúng ta về đây cùng nghe cùng niệm Phật để cầu sanh cực lạc vậy thôi. Cả đời chúng ta gặp nhau là như vậy, đến khi thọ mạng đến chúng ta chào nhau A Di Đà Phật tôi đi trước, phải không? Trời ơi gặp nhau mà tiền cái kiểu này nó kỳ cục lắm, thấy không? Nó nên đừng có đưa tiền cho những đức nghe chưa, có nhắc hoài cái vụ này đừng có cầm tiền đưa, nó cầm tiền đưa mình thấy tiền sao mình nói tiền. Có tiền mua tiếng cũng được, nhớ câu ngày xưa. Nhưng bây giờ đi tu rồi, dùng tiền không dùng được rồi. Đầu chọc mà không lẽ bây giờ đi đâu chơi giờ quý vị? À, ngày xưa có tóc tai, đồ bận đồ này đồ kia giống ngoài đời, còn cầm tiền còn đi chỗ này chỗ kia chơi đúng không? Còn bây giờ đầu chọc rồi cầm tiền đi chơi đâu bây giờ? Nên cái việc làm hòa thượng mình ngày xây dựng quá trời đó. Ngày mai hòa thượng ngày đào cái móng nhà bên kia, xây 2 tầng cái nhà bên kia, mai mốt cộng tu ở khu bên kia, có khu ở cho cộng tu. Nên hòa thượng ngày 78 tuổi ngày lo xây dựng, đúng là đặc biệt là mình niệm Phật tự nhiên có người xây chùa. Quý vị tin không? Quý vị thấy đặc sắc chưa? Đúng là người có tâm xây chùa để hành đạo thì người có tâm hành đạo về chùa. Trời ơi, đúng là nó kết hợp như nước hòa với sữa vậy ơi. Bây giờ mà kêu những đức xây chùa làm sao những đức xây chùa? Mà những đức muốn hành đạo thì tự nhiên Phật A Di Đà lại đưa mình đến cái nơi mà hòa thượng là người xây chùa để muốn hành đạo, mà trưởng ban trị sự nữa. Quý vị thấy không? Cái này mà những đức càng ngồi càng suy nghĩ, những đức nói rồi câu A Di Đà Phật bất khả tư nghì, không thể nào mà diễn đạt hết nổi vị ơi. Đó, nên ngày 16
tháng 11 âm lịch vía Phật A Di Đà bên Đại Tùng Lâm, chúng ta tổ chức lần đầu tiên bên Đại Tùng Lâm đó quý vị, hưng khởi lên. Những đức chỉ là như vậy đó, là hưng khởi cái chuyện tu hành đó. Rồi xong là ngày 17 bắt đầu là chúng ta sắp xếp được, ngày 16 là buổi chiều bên đó, bắt đầu là ngày 17 từ buổi sáng cho đến tối 9 giờ là chương trình kết thúc, là chúng ta nguyên một ngày 17 là chúng ta tu bốn thờ như Diếu Hoàng Âm vậy đó, phóng sanh cũng như thực bốn thờ đó. Đặc biệt người mà ở xa nghe, một chuyến đi quý vị về đây là xứng đáng ngay ngày lễ vía Phật A Di Đà. Nó một chương trình buổi chiều lúc 4 giờ có mặt bên Đại Tùng Lâm ngay ngày 16 tháng 11 âm lịch, vía Phật A Di Đà tổ chức lần đầu tiên bên Đại Tùng Lâm. Lễ Phật 6 chữ, tại bên Đại Tùng Lâm là niệm 6 chữ. Chúng ta tu như vậy để cho cái người niệm 6 chữ 4 chữ khỏi phân biệt luôn. Đúng nơi nào tu nơi nấy luôn. 6 chữ cũng được mà 4 chữ cũng được. Đó, đây là mình đủ duyên làm rồi đó. Nó qua Đại Tùng Lâm chuyến này chúng ta lễ Phật 6 chữ 1 tiếng đồng hồ, xong rồi chúng ta sẽ đi kinh hành xung quanh cái ao cá của Hòa Thượng to lắm. Cái ao cá bên Đại Tùng Lâm quý vị biết rất là bự, cái thành to lắm, đi vòng vòng ở nơi đó. Quý vị coi ai mà biết đèn mà thả xuống sông được, quý vị coi cái đèn gì quý vị mua dùm cho những đức, 48 ngọn đèn cho đẹp dùm những đức đi. Nó nghĩa là chúng ta thả 48 ngọn đèn xuống cái ao đó là như tượng trưng 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà ngay ngày lễ vía Phật A Di Đà. Xong niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà có nghĩa là tiêu chuẩn làm gọn mà đặc sắc một mô hình đẹp mà tu hành luôn, không có bài vẽ gì hết. Đó, đi kinh hành xung quanh thả 48 ngọn đèn xuống dưới cái hồ đó. Xong rồi bắt đầu là chúng ta đi kinh hành xong rồi chúng ta quay về cái điểm chính của ba pho tượng Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, ngay chỗ đó chúng ta đứng. Rồi chúng ta làm một cái lễ phóng sanh, người đứng xung quanh cái thành đó đứng im, người cái vị trí là ngay chân tam thánh là phóng sanh. Chúng ta đổ cá xuống dưới cái hồ đó ngay ngày lễ vía Phật A Di Đà là chúng ta lễ Phật, đi kinh hành rồi phóng sanh, đố hoa đăng chỉ có 48 ngọn đèn thả xuống hồ. Đó là tượng trưng thôi. Quý vị thấy một cái hoàn cảnh đó mà tổ chức vía Phật A Di Đà mà bên Đại Tùng Lâm đúng là tiêu chuẩn rộng rãi và có chỗ để mà mình tu hành và mình có phương tiện đầy đủ hết luôn đó quý vị. Quý vị thấy cái nhân duyên niệm Phật thấy đưa đẩy đặc biệt chưa? Bây giờ vía Bồ Tát Quán Thế Âm là 3 lần là bên Đại Tùng Lâm là ổn định rồi đó. Rồi bây giờ vía Phật A Di Đà, mai mốt có chừng Du Lan bên đó luôn. Nó chúng ta ở một nơi mà có được hai chùa bự nữa. Những đức sống tới 200 tuổi bây giờ cũng chưa xây được Đại Tùng Lâm. Vậy mà bây giờ chúng ta được qua bệnh tổ chức mà xây chùa để làm gì? Để hành đạo thôi. Mà bây giờ được hành đạo trong chùa đó, vậy là chùa đó là được rồi. Vì thấy đặc biệt chưa? Đúng là niệm Phật tự tại thiệt. Những đức càng suy nghĩ thì mới càng thấy tuyệt, quá tuyệt. Chúng ta bây giờ có cơ hội tu quý vị, thì bây giờ chúng ta phát động tu. Đó là còn duyên để làm. Ở thế gian này thì duyên nó đến một ngày nào thôi à. Chúng ta phải nhớ là duyên đến một ngày nào thôi à. Nên chúng ta bây giờ có duyên nên phát động để niệm Phật, chân thật mà niệm Phật. Cho cái số lượng mà cách chục ngàn người mà niệm Phật như vậy, quý vị nghĩ đi, pha thai hay là nghiệp quả gì, hoặc là củ quyền thất tổ ông bà gì, mình dựa vào cái lực tu đó của chúng mình đem toàn bộ cái năng lực này mình hồi hướng cho những thai nhi, và những thai nhi tập trung về đó để cùng tu nữa. Đó, cái lực lượng này đặc biệt lắm mà, chuyên tu luôn á, chuyên niệm Phật luôn á, không có một cái hình thức gì hết. Đó, đây là cái chỗ như Đức hưng khởi cho cái chương trình tu hành. Cái chỗ này quan trọng lắm đó quý vị à, rất là quan trọng. Nó nên nhiều người mà nghe như vậy bây giờ là chuẩn bị xe được rồi đó. Ngày 16 tháng 11, ngày 17 tháng 11 âm lịch, 2 ngày ở xa đi 2 ngày. Nó một chuyến đi xứng đáng. Còn ở gần ở đây thì mình đi hoài à. Thì quý vị nếu mà sắp xếp được thì sáng 17 đến đây cũng được, nhưng nếu không thì buổi chiều đến cũng được. Tại vì mình ở gần, mình tu thì tu, nhưng mà cũng phải cái chuyện gia đình nghe không. Để không thôi tu mà về nhà mà chuyện này chuyện kia lu bu lộn xộn mà phiền phức lắm á. Mấy ông chồng ông nói thầy Đức này ông nói ngon, tôi xúc ông một đá bây giờ. Vợ tôi đi tu giết bây giờ nó bỏ nhà bỏ cửa luôn, ông nói cái gì đâu mà nó đi quay. Tôi về tôi nói cái gì nó cũng A Di Đà Phật.
Nó niệm Phật với nó bạch trận hay gì á, tôi chửi nó mà nó cũng cười, nó niệm ai với đạo Phật nữa, tôi tức muốn chết luôn vậy. Nhưng Đức nói ông tàu lao quá. Vợ của ông ngày xưa ông la nó, ông chửi nó nhăn mặt nhăn mày, ông cũng tức. Bây giờ ông chửi ông la nó biết tu rồi, nó miệng nó cười, nó không có dặn mà nó niệm Phật vậy mà ông cũng tức, nó ông vô duyên quý vị. Nó ông suy nghĩ đi, nó bây giờ nó biết tu vậy là được rồi đó. Đó thấy không? Quý vị biết rằng phàm phu chúng ta làm sao cũng không có vừa lòng được, quý vị biết không? Nó được quá thì cũng nói sao mà được quá. Còn không được thì nói tại sao mà không được, thấy không? Giống như ăn no quá thì không tiêu, mà đói quá thì đói quá chịu nổi, thấy không? Quý vị thấy cái cõi ta bà này nó khổ vậy đó. Nên chúng ta mau mau niệm Phật để về cực lạc. Mau mau niệm Phật để về cực lạc. Sống ở cái cõi hồng trần này bao nhiêu cái sự chướng duyên vất vả, có khi bất tử một cái mình không biết mình gớt về đâu nghe quý vị. Đó, không biết gớt về đâu đó. Nên những vị trưởng đoàn mà dẫn người đi về để tu như Đức quý vị lắm. Quý vị làm được việc này là thù thắng lắm á. Tại vì có duyên lắm mới dẫn người đi tu đông như vậy. Có người mà dẫn lần mà mấy chiếc xe 50 chỗ. Duyên thù thắng lắm á. Mà cái duyên này phải cố gắng dụng công niệm Phật nghe không? Không dụng công niệm Phật á, coi chừng á, nghiệp quả nó bắn ngay cái trưởng đoàn lộn mèo. Không có giỡn đâu. Tại vì sao vì biết không? Quý vị dẫn người ta đi tu, mà quý vị mà không dụng công á, thì nghiệp quả nó nhìn quý vị, nó dẹp quý vị trước để cho mấy cái đuôi phía sau nó gớt hết trơn. Không đơn giản đâu. Ví dụ như những đức ở đây hướng dẫn nhiều người đi, thì nghiệp quả nó bên cạnh những đức đó. Bên cạnh những đức nó đang chờ cơ hội, nó xử những đức. Tại vì cái lực lượng mà mình hướng đến Phật nhiều thì cái lực lượng ma nó cũng mạnh chứ. Lực lượng ma nó sẽ gình gặp bên cạnh mình để nó xử mình. Mà nó xử mình được rồi thì nó dẹp sạch hết thôi. Tại vì nếu mà cái người mà học Phật nhiều quá thì nó lắng ép vào cảnh ma. Mà ma thì lúc nào nó cũng muốn đấu tranh chứ, nên nó muốn là cái thế lực ma của nó phải mạnh lên. Nên từ nó đó mà thấy người học Phật nhiều là nó phải tìm mọi cách để xử lý. Nên mình là người phải tin vào cái nguyện lực Di Đà, chân thật mà niệm Phật. Mình mà chân thật niệm Phật rồi không có cái cảnh ma nào mà đụng được mình. Quý vị nhớ rằng cái người mà chân thật niệm Phật đó nghe, là Đức Phật A Di Đà phái 25 vị Bồ Tát, mà trong đó có Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là đại Bồ Tát thường gia hộ cho những con người này, nên ma tà không có gần gũi mà làm phiền được. Mà người này mình phải lão thật niệm Phật và tin hoàn toàn vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Vì thì quý vị cứ yên tâm đi, quý vị làm việc cho Phật là quý vị yên tâm đi. Vì sao? Vì Phật A Di Đà đầy đủ bản năng, năng lực đầy đủ hết, nên ma tà mà đến quấy rầy không dám đâu. Vì Phật A Di Đà ngài đã phái chư đại Bồ Tát gia hộ cho những người này mà hộ trì chánh pháp rồi. Nó nói như vậy để mình lo dụng công tu, chứ đâu phải nói như vậy để sợ nghe không? Sợ nó thôi, tôi nghĩ dẫn người đi tu. Người đi tu ghê quá, không phải. Nói để cho mình dụng công á, để làm gương á. Nó giống như bây giờ ở đây quý vị về đây nghe những đứa nói chuyện, xong những đứa tu với quý vị đi, ít gì quý vị cũng quý chứ. Nhiều Phật tử người ta nói rồi, ôi con về chùa thầy lúc nào thầy hướng dẫn xong thầy cũng tu chung hết chứ. Chúng con thích dễ sợ luôn, làm cho chúng con cũng tinh tấn thêm. Nó phàm phu như mình là nói như vậy đó. Còn giống như mình hướng dẫn xong mình không tu gì hết, nó nói nó cũng yếu ớt, hoặc nó rã ra, nó đi chỗ này chỗ kia, nó ngồi góc này góc nọ. Vì sao ông thầy ông không tu mà? Còn bây giờ mình tu chung thì nó tập trung hết luôn, nó tu chung đó, nên cũng hít 500 nó hít hết trơn chứ. Từ nó đó mình phải dụng cái lúc mà mình đang còn cái hiệu lệnh à. Cái người khéo là mình phải biết dụng cái lúc đang còn hiệu lệnh nghe. Còn cái lúc mà mình không còn hiệu lệnh là do gì? Mình hết phước á, nó không còn hiệu lệnh, nói không ai nghe nữa. Lúc đó muốn nói, muốn phát động cũng không ai phát động đâu. Nên nó con người nó có một thờ à. Nếu mình mà toàn tâm toàn ý vì người là cái thờ của mình nó lâu lắm. Cái thờ rất là lâu, có thể cả đời mình, hết đời mình mà còn để tấm gương lại cho người ta nữa đó. Tại vì toàn tâm toàn ý vì người nên cái thờ của mình nó kéo dài hoài, nó làm gương cho người ta. Còn nếu như mình mà là phàm phu làm có dụng ý là thờ mình ngắn lắm quý vị à. Chỉ có thờ ngắn ngủi thôi là nó đến với mình rồi, cái điều không phải rồi. Nó mình hiểu được cái chỗ này mà có khi phàm phu như mình nó không có vượt qua được ngũ dục lục trần đâu. Nên một số vị mà nghe những đức nói hoài, quý vị phải thông cảm cho những đức. Có nhiều cô khi đi chỗ này đi chỗ kia nói rằng thầy không đi đâu hết, thôi lâu lâu đi một chuyến đi. Rồi những đức nói đừng có gũ như vậy là mất tình cảm. Đã là người ta nói không đi mà gũ như vậy là mai mốt gặp mặt không có nói chuyện nữa. Tại vì sao? Người ta nói ta không đi mà. Mình là người lớn mà gũ nhau mà không đi là kỳ cục lắm.
Đó, rồi thêm cái nữa là tiêu chuẩn người ta là không đi ra ngoài bất cứ một cái an vị Phật gì hết mà. Mà nói rằng bây giờ nhà con an vị Phật thầy đi đến đó một chút xíu. Nói lên như vậy là tự nhiên giữa mình với nhau nó kỳ cục lắm. Có nghĩa là người tu người ta đã có cái nguyện như vậy rồi, mình phải hộ trì cho người ta mới đúng. Mình phải biết rằng cái đó là hình thức không quan trọng. Cái quan trọng á là mình tu. Còn cái chuyện an vị thì mình an vị cũng được, nó không sao chứ. Mình tu mới là quan trọng. Còn thí dụ như quý vị nhờ một vị cao tăng đến nhà quý vị an vị Phật cho gia đình quý vị, xong quý vị để Phật lạnh lẽo, không có thay nước hay quét bàn thờ gì hết, không lễ Phật một thờ, tụng kinh một thờ nào hết. Vậy dù là cao tăng đến nhà là cao tăng, đó là cao tăng. Còn chúng ta không có cao, chúng ta lùng xỉn. Vì chúng ta không tu nên chúng ta lùng xỉn. Phàm phu chúng ta thì ưa có cái chuyện ngửi mùi để muốn no lắm. Ngửi mùi no không? Tầm bậy. Dù là chúng ta ở bên cạnh Phật đi chăng nữa, nếu không học pháp của Phật mà hành trì hít mùi Phật bây giờ cũng không no nữa, chứ đừng hít mùi phàm tăng hôi rình. Ở đây là nói thật lòng đó quý vị biết. Học Phật là học cái chân chánh, chứ ai mà nó học cái hình thức mà nói là cái chuyện mê tín dị đoan. Nên giáo pháp Đức Thế Tôn là không phải xỏ mũi dẫn người đi, mà Ngài đem giáo pháp là giáo pháp giải thoát. Giống như tôi đưa cái bánh này ăn mới no chứ, đưa mà không chịu ăn là sao no. Nghe rất là rõ ràng không? Nên mình nghe như vậy rồi nó không có buộc ràng lôi kéo, mà mình nghe rồi nó thông tâm của mình. Mình tu học gì là mình hiểu rồi, vậy là con hướng tới tịnh độ mà đi đúng không thầy? Không phải thầy, mà chúng ta thỉnh hỏi Phật A Di Đà. Con niệm A Di Đà Phật như vậy mà niệm đúng không thầy? Không phải đúng Phật A Di Đà. Thì Phật A Di Đà nói đúng, niệm đi con. Nó Ngài nói rằng ta thí dụ hai bên hướng này, một bên á là sông lửa, một bên là sông nước ào ạt, còn sau lưng á là giặc cướp đuổi dượt chúng ta. Chúng ta chạy đến chỗ hai con sông lửa sông nước này, tự nhiên chúng ta nhìn có một con đường nhỏ lắm mà nó xuyên ngang hai con sông này, mà lửa một bên còn nước ào ạt dập. Chúng ta muốn chạy qua sông này, nhưng mà qua sông này thì khó sống vì lửa cháy vậy. Còn nếu quay đầu lại thì giặc cướp phía sau, chúng ta làm sao đây? Thì mép bên kia sông, hướng đông và hướng tây. Hướng đông thì nghe có người kêu rằng hành giả ơi, qua sông đi, cứ qua sông đó đi, không sao đâu. Còn hướng tây thì cũng có một người nói hành giả cứ qua đây, con đường này tuy nhỏ như vậy mà cứ qua đây, qua đây đi, lửa không cháy đâu, nước không cuốn được đâu, đã có ta dẫn dắt rồi, có ta giải quyết vấn đề nước lửa rồi, qua đây. Thì chúng ta chạy qua con sông nhỏ đó thì chúng ta gặp ngay ở đâu? Thế giới Cực Lạc. Hướng đông á là biểu trưng cho Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ vô tịnh độ. Hướng tây á là biểu trưng cho Phật A Di Đà dùng nguyện tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta bây giờ là thẳng một đường mà đi, đừng có sợ, đừng có sợ gì hết. Hướng về phàm phu tội chướng, thì nghe những đoạn kinh chú giải nè. Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo, đối tượng được tiếp độ chính là hàng phàm phu tội ác, chứ không phải là hàng thánh nhân phước thiện. Nếu đòi hỏi bạn phải tu phước nghiệp, bạn phải hành thiện pháp, bạn phải viên mãn giới định tuệ, chứng thánh quả, đem những thứ này làm tiêu chuẩn để giải thoát sanh tử, thì chúng ta không có chút hy vọng nào. Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo thì không đòi hỏi cao như thế, vì đứng trên phương diện bản nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà, nên dù Đức Phật Thích Ca còn tại thế hay đã diệt độ, tất cả phàm phu tội chướng đều là đối tượng được cứu độ. Đó. Bản nguyện của Di Đà là hướng đến phàm phu tội nghiệp như chúng ta nè. Câu trước những Đức nói đó là hướng cái sự cứu độ là chúng sanh trong biển nghiệp nè. Chứ bậc Bồ Tát, bậc A-la-hán là đứng trên bờ rồi. Từ nơi đó mà nếu mà bắt mà tu giới định tuệ, dẹp trừ tham sân si, trong đây ai chúng ta làm nổi?
Chúng ta chỉ có niệm A-di-đà Phật thôi. Nhưng quý vị sanh ra cái pháp hỷ khi niệm A-di-đà Phật, quý vị sẽ biết cái giới định tuệ nằm bên trong. Câu A-di-đà Phật này hay lắm. Niệm câu A-di-đà Phật này sanh pháp vị, rồi nhìn thấy giới định tuệ nằm bên trong, rồi thấy giới lực nằm bên trong, và thấy việc tội ác đó như vậy là sai, không làm. Một câu Phật hiệu mà hay như vậy đó, quý vị thử chân thật mà niệm đi rồi sẽ thấy. Những đức có cảm giác này đó. Nên chư tổ nói một câu A-di-đà Phật là giới lực viên mãn đầy đủ. Chúng ta lúc trước cũng nghe như vậy mà không cảm giác. Niệm Phật chân thật, một ngày niệm 20.000 câu, cứ chân thật mà niệm, chân thật mà niệm, niệm viết từ từ, tự nhiên thấy ồ, thì ra chân bảo đây mà. Như vậy mà bao nhiêu người đi tìm kiếm mà đã thấy chân bảo rồi. Có một kẻ nghèo cùng này, được một người khác tặng cho một cái hộp châu báu thiệt là quý giá. Kẻ nghèo cùng này có hộp châu báu rồi, nhưng mà không chịu mở cái hộp châu báu ra để coi, nhưng mà vẫn làm kẻ nghèo cùng đi xin ăn. Đến một ngày kia có người nói rằng đã được tặng của báu nhiều như vậy, vì sao không mở ra dùng? Thì kẻ nghèo này nói của báu ở đâu? Nói hộp đó là châu báu. Xong kẻ nghèo này mới mở ra thì thấy toàn bộ là châu báu. Thì kẻ nghèo này nói trời ơi, đã được tặng cái của châu báu lâu như vậy mà ta vẫn là kẻ nghèo cùng đi xin ăn, bao nhiêu ngày tháng nay vẫn là đi xin ăn mà không ngờ châu báu trong tay của ta nhiều như vậy. Thì quý vị phải biết rằng ta là kẻ cùng đốn là do gì? Đã thấy được Phật Pháp, đã nghe được Phật Pháp, đã nghe được pháp môn tịnh độ rồi mà không chịu sử dụng, mà đi làm kẻ cùng tử đầu này chỗ nọ đi tìm. Tìm hết hồn chưa? Đi tìm vô lượng kiếp đi tìm như vậy mà gặp chân bảo rồi mà không chịu lấy ra dùng. Quý vị thấy rằng 10 năm sử dụng chân bảo, 10 năm sử dụng chân bảo là một kẻ cùng tử sử dụng được chân bảo. 10 năm niệm Phật, một kẻ không ra gì mà bây giờ lo cho 400 người, làm bao nhiêu chương trình, một tháng xài không biết bao nhiêu tiền mà nói, mà con số tiền không thể nào mà cả đời mình mà mình dám suy nghĩ đến luôn. Như vậy mà kẻ cùng tử này chỉ có cầm được câu ấy là Phật, đây là chân bảo. Những đức muốn thí dụ cho quý vị nghe rất rõ ràng đó, là 10 năm sử dụng chân bảo xài không hết, xài hoài xài cũng không hết luôn. Những đức muốn cho hết cũng không hết luôn nữa. Thì ra là rõ ràng phước đức của Phật A Di Đà là vô lượng. Nên chúng ta niệm A Di Đà Phật thì chúng ta cũng nương vào cái phước đức của Phật A Di Đà mà sử dụng vô lượng. Dù chưa giảng sanh nhưng vẫn xài được phước vô lượng, chỉ cần nương một nguyện Di Đà. Dù chưa giảng sanh nhưng cũng có trí tuệ na ná theo ngài mà phát triển. Ngày xưa không có thể nào nói được cái gì, mà tại sao bây giờ bao nhiêu phương tiện nói từ đâu ra? Là vì do niệm Phật mà ra. Chúng ta phải tin rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống ta. Có nghĩa là tự tánh thành Phật là từ phàm phu cho đến loài động vật, vô tình hữu tình đều là có tự tánh làm Phật viên mãn. Chúng ta không tin mình có tự tánh làm Phật viên mãn hay sao? Chúng ta không có mắc cái tự tánh làm Phật đó. Giống như chúng ta là tự tánh, thí dụ như là mặt trời gọi sáng cả một đại địa này, nhưng có một ngày mặt trời không gọi sáng được. Mà không phải mặt trời này không gọi sáng, mà vì mặt trời này bị vằn mây đen che lại, nhưng mà mặt trời vẫn là bên trong đang gọi sáng. Chúng ta là bị vằn mây đen che lại. Câu Phật hiệu này là vén cái vằn mây đen qua một bên thì mặt trời sẽ gọi sáng. Như vậy thì nếu chúng ta niệm câu Phật hiệu này thì tức khắc tự tánh làm Phật trí tuệ viên mãn bên trong sẽ phát triển. Nên chúng ta cũng có thể nương vào nguyện lực của Phật, có phước và chúng ta cũng có trí tuệ na ná theo Phật A-di-đà. Đó, quý vị mà nghe như vậy rồi á, thì quý vị đã gặp tịnh độ rồi, đừng có nhảy tưng tưng nữa. Đừng có nhảy tưng tưng nữa cho quý vị biết.
Ôi ơi, nếu như chịu 10 năm mà lo niệm Phật thì ngon quá rồi. Có nhiều người bây giờ cùng một thời với Nhân Đức, mà họ gặp Nhân Đức thì họ nói: sao thầy tu cho tôi thấy thầy khỏe quá, tôi cực quá. Nhân Đức nói: ai mượn ông Tưng Tưng. Chứ mà ông mà lo mà niệm Phật như tôi thì ông yên tâm rồi. Ông Tưng Tưng thì bây giờ ông Tưng Tưng đi. Cái ông gặp Nhân Đức, ông nói rằng: tôi muốn đi về đây tôi niệm Phật. Nhân Đức nói: thôi để cho tôi yên. Ông Tưng Tưng ông không có giờ vô cái tần số này được. Ông có vô nổi, tại vì sao? Vì không xài điện thoại. Ông buông được không? Ông nói: thầy cho tôi phải mấy tháng đi rồi tôi sắp xếp rồi tôi buông điện thoại. Nó một điểm là không vô được rồi. Bây giờ không có giữ tiền bạc gì hết được không? Ông nói: thầy cũng cho tôi sắp xếp đi chứ, để lỡ tu không được rồi tiền đâu mà đi chỗ này chỗ kia. Nó nói, hai cái không được rồi, thấy chưa? Như Đức nói: thôi hai điểm này thôi là tôi biết rồi, thôi xin tiện khách. Thấy chưa? Gớt đài liền. Ôi ơi, ngôi chùa mình nhìn thì thấy đơn giản vậy đó, vô đây không dễ đâu đó. Không đơn giản đâu đó, cho quý vị biết rằng không được nhận tiền cúng dường, không xài điện thoại, không đi về nhà, gia đình điện thoại đến không cho nghe luôn đó. Gọi điện thoại đến đây, những đức nói đã không cho xài điện thoại mà làm sao báo tin, nguồn tin của gia đình chi? Tôi đi tu, tôi không có trách nhiệm gì với gia đình hết trơn á. Tôi chỉ có cái trách nhiệm là đời này nếu tôi không giải thoát là tôi là kẻ tội lỗi đối với gia đình. Nên tôi phải dồn toàn tâm, toàn ý để tôi lo cái chuyện giải thoát của tôi thôi à. Còn cái chuyện cái thế gian nhà cửa sập hay là chuyện người chết đó là vô thường. Còn tôi phải hết tâm, hết ý lo cái chuyện giải thoát. Tại vì tôi đi cạo đầu xuất gia đi tu rồi. Cái điều này có tình có lý đối với người đi tu rõ ràng. Tại vì người ta đi tu là lo việc đi tu. Còn người ngoài đời là lo việc ngoài đời. Mọi người có một trách nhiệm để mà lo. Còn nếu như người ta đi tu mà có chuyện gì gia đình gọi người ta về, mà vậy thì đời cũng ra đời, đau cũng ra đạo. Cả đời người này tu cũng không có kết quả nữa. Những đức có nguyên lý là do gì? 10 năm đi tu không về, 10 năm đi tu không qua lại với người thân mà tự người thân đến. À, hay chưa? Không qua lại với người thân mà người thân tự đến. Bây giờ bên nội bên ngoại những đức nè biết Phật pháp hết, dòng họ chòm xóm láng giềng mỗi lần lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm, quê những đức mà lên đây một lần mấy trăm người lên đây. Quý vị suy nghĩ đi, quý vị khỏi cần qua lễ với người ta, quý vị chỉ cần á cắm một cái cây thiệt cao, để một cái ngọn cờ thiệt cao, gió phất phất ở trên thôi, thì khắp nơi thấy được cây cờ đó sẽ tập trung về. Nó phải nhớ đó nghe. Nếu quý vị mà chân thật lo niệm Phật á, từ cái sự an lạc của quý vị tự nhiên ta tìm đến. Còn nếu mà mỗi tuần đi về đây mà nghe những đức nói hết tiền tinh độ cái chuông mà tiền bạc gì không đủ vậy chứ. Cái nhà ăn phía sau đây nó dột quá trời, vị Phật tử ơi, vị ngồi ăn cơm vị có thấy gì không? Phật tử nói con cũng thấy nhưng mà con cũng nghèo lắm thầy ạ. Con cũng không dám nhìn nó nữa thầy ơi. Hoặc là vừa đi đến chùa cái nè, à, các con mới đến để thầy dẫn các con đi vòng chùa nha. Đi ra nè, thầy định làm chỗ này một pho tượng hoặc Quan Âm đây nè. Đây cái nhà này thầy sắp sửa xây lại nè. Cái chỗ này sắp sửa đổ móng nè con. Chỗ này sửa đổ móng. À, con coi có chút đỉnh như phụ với thầy nha. Tự nhiên vừa gặp nhau, con chào thầy. Nghe mấy câu nói đó xong cái ai da, hết hồn, gớt mất kiến. À, để con về con coi lại, coi gia đình, coi thầy. Rồi xong đi ra khỏi cửa chùa xong, quay lại chùa, tình cảm chút xíu. Xin chào. Không hẹn ngày gặp lại. Sợ quá. Lên xe ngồi, trời trời. Tôi khổ muốn chết luôn. Tôi vô chùa tôi muốn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho tôi, để mấy đứa con nó khỏe đi lo làm ăn. Mà tự nhiên vô nghe ông thầy ông dẫn đi, ông kể tùm lum chỗ ông làm chân. Trời ơi, thầy ơi, con mai mốt con không dám đến đây nữa đâu. Vì thầy đã nói rồi mà con không có tiền cúng dường, làm sao con dám gặp thầy. Thầy ơi, thầy chưa, quý vị thấy không? Đó, đây là cái nguyên lý mà Phật tử không dám về chùa đó.
Nó tuy những đức mới đi tu nhưng mà tại sao nhiều thứ này những đức biết, à, không biết sao tự nhiên nó biết. Nó tại vì ngày xưa tôi đi chùa thành phố tôi gặp rồi. Ngày xưa tôi nghèo mạt riệp, tôi mới biết Phật pháp đi đến chùa. Nghèo mạt riệp luôn, đi đến chùa gặp mấy cái bà Phật tử, bà hỏi: "Em, thầy sắp sửa đi từ thiện, em phụ thầy chút xíu đi em." Mình nói: "Em có tiền chị ơi. Chị cho em mượn tiền luôn, vài bữa có tiền trả lại chị sao?" Nó trời ơi, sao đường nào cũng không thoát trên trời. "Thôi vậy cho tôi mượn đại 50 ngàn đi bà. Hỗ trợ đó, mai mốt tôi có tiền tôi trả sao nghe. Thôi mai mốt tôi trả tiền xong tôi cũng không dám đến đây gặp bà luôn." Gặp bà, tự nhiên mình vô tụng kinh vừa gặp bà ngồi đâu đó, tôi nói tôi đi đầu khác. Bữa sau gặp bà ngồi đầu này tôi đi đầu này. Bữa sau hai bà luôn, tôi đi chung giữa. Trời ơi, gặp tim Phật tử của cái ông thầy khác nữa, bà ngồi chung giữa luôn, nói thôi bye bye nghỉ đi chùa luôn. Có nghĩa là một ngôi chùa nó chia ba xẻ bảy, mỗi ông thầy là mỗi một nhóm Phật tử. Nó như là một cái màn lưới nằm trong ngôi chùa vậy đó. Bị bước vào không gặp độ này cũng gặp độ kia, thôi nghỉ đi chùa luôn. Đây là cái chuyện mà nó phổ thông lắm cho quý vị biết. Nên tên này đi tu đã đưa lên một mô hình chính xác, xác thực luôn. Chính mình đã trải qua và gặp nhiều cảnh duyên trong chùa trong thời gian 10 năm. Từ nơi đó mô hình những đức đưa ra là mô hình xác thực trong cuộc sống hiện tại. Nên quý vị thấy những đức đã đưa là mô hình được rồi đó. Không ghi cầu siêu luôn. Cắt cái tâm cho quý vị cúng dường một chút mà ghi giấy tùm lum. Rồi xong chiều làm sao đọc nổi. Rồi lúc trước trên kia tôi 5 năm tôi khổ vì cái vụ này, tôi cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Nên tôi cũng nghĩ cái cách mà buổi chiều cho mấy ông thầy ông đội lên đầu để hồi hướng sơ qua cái chứ ai đọc nổi. Cái số lượng người này mà mỗi người ghi một tấm, chiều mà ông thầy nào mà quỳ mà đọc á, mấy bà cụ ở bên dưới chắc à. Hỏi sao mà sao mà cụ mà nghiêng dưới cụ quỳ hết nổi. Quỳ đứng để mà đọc mấy tấm giấy của Hoàng Cầu Siêu á. Trần Thăng A 29 tuổi, chết ngày mùng mấy tháng mấy. Trần Văn B 32 tuổi. Trời ơi, đọc một chút ông thầy cũng làm nè. Rồi ông thầy kế bên nói gì á thầy? Mắt mờ quá. Ông thầy kia nói đưa đây tôi đọc cho. Đọc một chút ông thầy kia. Ông thầy kia mấy ngàn tấm giấy này quý vị đọc nổi không? Nếu không đọc thì vứt tùm lum. Nếu không đốt đàng hoàng thì tên ông bà cha mẹ người ta vứt tùm lum tội lỗi không? Tôi đã nghĩ ra cái cách khỏi ghi cầu an cầu siêu, hồi hướng chung, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Đó, được không? Quý vị thấy chùa bây giờ sạch sẽ chưa? Tâm cũng sạch luôn nữa, mát luôn nữa. Không có dính tấm giấy. Đó, đây mới là chỗ tuyệt. À, 1 tiếng 40 phút rồi đó. Thôi được rồi. Cố gắng niệm Phật. Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật. Cầu sanh cực lạc nghe chưa? Vậy đâu rồi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng. À. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, mỗi lần chúng ta ra ngoài này cúng thí thực phóng sanh, chúng ta niệm Phật, có nghĩa là chúng ta mời chư hương linh từ củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mắt chưa siêu thoát, và những thai nhi bị nghiệp phá thai mang cái tâm oán hận, và tất cả những cô hồn vất vơ vất vưởng chết chưa siêu thoát từ là ngoài đường hay là sông suối, từ ngay câu Phật hiệu này là mờ họ đó. Nên đức hạnh của Phật A Di Đà thù thắng, nên chúng ta niệm lên để cúng đi thực là mờ thỉnh họ gì để hưởng tài thọ thực, phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên quý vị ra ngoài này nhìn đồ cúng đi thực mình thấy ngon lắm. Tại những cái đồ cúng đi thực này nãy giờ nghe niệm Phật nghe pháp lâu lắm rồi. Nên là các cháu nhỏ về đây mà khi cúng xong mà các cháu được ăn và người lớn được ăn,
bệnh cảm sơ sơ là hết, còn bệnh nặng nặng thì ăn từ từ cũng hết luôn. Nên quý vị thấy đồ cốm đĩa thực rất là ngon ha, ra mà nhìn cái ai thấy cũng chảy nước miếng thèm. Đồ cúng như vậy cúng là có kết quả, vì mình thấy thèm người ta cũng sẽ vui lắm. Nên những người mang nghiệp phá thai mỗi tuần về đây chúng ta tu hành nó thù thắng lắm. Nên các cháu nhỏ về đây cháu nào cũng sẽ khỏe và thông minh lắm, học giỏi và ngoan ngoãn, nghe lời dạy của cha mẹ dạy và lo học hành tốt. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho tất cả những hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều buông xuống cái tâm oán hận trong đời này hoặc nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng gây nghiệp oán thù với nhau. Hôm nay gặp được Phật Pháp nên cỡ mở cái tâm đó ra để phát tâm tu hành niệm Phật, về thế giới cực lạc mới hết khổ, còn ở cõi ta bà là còn khổ đau. Từ nơi đó mà bây giờ hưởng tài thọ thực là duyên, còn khi chúng ta niệm Phật để thành Phật là quả. Từ nơi đó ta chư hương linh về đây nghe được Phật Pháp, nghe được pháp môn tịnh độ nên chí thành cung kính niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đăng Phật tự chúng ngạ kim tí nhờ cung thực biến thẩm phương nhất tiết Phật tự cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đăng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung biến thẩm phương nhất tiết hộ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng tình Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti nhờ công thự biến tẩm phương những tiếc cô hồn cộng nguyện dị thử công đức bó cẩm ư nhân tiệt ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, á ngã ngã nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng, á ngã ngã nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà biến thiều thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu định hộ pháp pháp bồ đề tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do tăng miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mô các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh lên anh nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên anh nào cũng được trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên anh nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh đề tịnh độ. Dạ, cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường đi dùng cơm. Chúc quý vị ngày Chủ nhật được an lạc và luôn luôn sống vui vẻ. A Di Đà Phật, 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 A-di-đà-phật.